Huy xin chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay cũng như thường lệ, Huy sẽ cập nhật một sản phẩm mới về tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Đây là chiếc xe Ford F các bạn, được sản xuất vào năm 2013. Thì chiếc xe này hiện tại đang được bên Huy mới lái về. Và Huy quay sơ bộ cho các chị và các bạn xem về tình trạng của chiếc xe. Xe số tự động, được sản xuất vào năm 2013, biển số thành phố. Hiện tại thì chiếc xe này đang có một mức giá khá là hợp lý để các anh chị và các bạn nào mua về sử dụng cho gia đình. Chỉ có mức giá là 390 triệu thôi nha các bạn, bản XLS. Xe thì Huy quay cho các chị và các bạn xem mà còn cực kỳ chất lượng luôn. Một chiếc xe Ford, cái thân vỏ cực kỳ là cứng luôn các bạn, cực kỳ là cứng luôn. Và ngoại thất á, thì Huy quay sẽ quay chi tiết hơn để các anh chị và các bạn xem. Rồi mình cùng nhau khám phá về chiếc xe Ford Escape này nha. Đầu tiên thì Huy quay cho các bạn xem cụm đèn. Xe này thì mới đi được có 90.000 cây số, cho nên là hầu hết phần ngoại thất của xe còn rất là đẹp. Ford Escape. Ford thì các bạn biết rồi. Đối với một chiếc xe của hãng Ford thì phần thân vỏ rất là dài, cực kỳ dài luôn các bạn. Khá là dài nha các bạn. Còn vỏ này, vỏ này thì xe này mới thay vỏ các bạn, vỏ còn rất là dài luôn. Xe thay mới thay đây thôi. Các bạn mua về xe này về chạy là coi như khá là bền. Có dán phim mà đầy đủ luôn rồi. 2013 2013. Cửa này rất là cứng. Vọt sau. Mông què còn rất là mới nha các bạn. 2013 mà chủ xe đi giữ khá là kỹ. Gầm nhún các bạn xem qua. Một chiếc xe số tự động ha, số tự động của một chiếc xe của hãng Ford này. Thì với một cái mức giá hiện tại thì Huy nghĩ khá là ok. Đèn là có sử dụng công nghệ đèn LED luôn nha các bạn. Ở dưới cản thì có hai cái cảm biến da phía sau luôn. Đây, khá là ok đó. Kiểu dáng cũng rất là đẹp. Xe này thì sử dụng cho gia đình, gia đình đi hợp lý. Sơ lược cho các chị và các bạn nắm về cái phần ngoại thất của xe. Thì một tí Huy sẽ đi chi tiết hơn về phần nội thất bên trong cho các chị và các bạn nắm. Rồi, Huy mời các chị và các bạn xem về nội thất bên trong của xe ạ. Đây các bạn xem nội thất bên trong cùng với Huy. Đây, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn nha các bạn. Rộng, rất là rộng, mình để được rất là nhiều đồ. Vị trí này có lưới, lưới để đồ. Ok, nó hơi dơ tí xíu, các bạn thông cảm nha. Xe này thì bên Huy mới vừa lái về thôi, chưa có vệ sinh lại. Đây, từ phía sau mình nhìn bao quát về cái phần nội thất ở bên trong. Trần thì ok rồi nè. Đó. Đây, ghế thì chủ xe giữ cái bộ ghế bằng nỉ. Xe gia đình chạy cho nên là sử dụng cái bộ ghế nỉ đi thì nó rất là mát nha các bạn. Đây, tapi màu đen. Màu đen rất là sạch. Màu đen đi sẽ đỡ dơ, đỡ thấy bụi hơn. Thiết kế rất đẹp nha các bạn. Ford thiết kế những cái đường kiểu đường chỉ rất là đẹp. Và cái màu cũng khá là sạch.
Thì Ford thì bên Huy thỉnh thoảng những chiếc xe nào Ford, những chiếc xe của hãng Ford nào mà ok á thì bên Huy mới lái về. Thường thì bên Huy có Ford Focus này, Ford Ranger này, thì hôm nay có Ford Escape. Thì những sản phẩm mà của những hãng khác đó thì khi nào xe nó chất lượng, xe chất lượng cực kỳ chất lượng luôn, với thứ hai nữa là giá cả hợp lý thì lúc đó là bên Huy mới thu vô. Đây ở phía trước thì chúng ta xem qua nha, xem qua về chiếc xe Ford này. Này hệ thống điều hòa đó, hộp số tự động, thiết kế rất là cứng cáp nha. Anh chị nào mà thích cái kiểu cổ điển này thì lấy hai chiếc này về đi, rất là hợp lý luôn. Đó, cây số chuẩn này không tới 90 nha các bạn, 86.537 cây số thôi. Đó. Rộng rãi ha, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn các bạn. Huy đang ngồi phía sau đây. Đó. Còn tới khoảng 15 cm so với cái ghế phía trước. Trên đầu thì còn tới phải gần 20 cm luôn á các bạn. Một chỗ để đồ rộng rãi, vị trí người ngồi thoải mái, gầm cao nữa. Chiếc này khá là hợp lý đây. Thì hiện tại chiếc xe này bên Huy đang chào bán với giá là 390 triệu nha các bạn. Giá khá là mềm. Mình mua về mình sử dụng cho gia đình, chạy tuyệt vời luôn. Một chiếc xe Ford cứng cáp, độ an toàn rất là cao. Rồi thì sơ lược cho các chị và các bạn nắm về chiếc xe Ford này. Thì hiện tại là chiếc xe này bên Huy bán với giá là 390 thì triệu. Thì các chị và các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ đến Toyota Hiroshima Tân Cảng đi xem xe. Nếu cảm thấy sản phẩm phù hợp thì mình mua về sử dụng cho gia đình thôi. Rồi Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Thì Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và hiện tại thì bên Huy đang về rất là nhiều những sản phẩm xe qua sử dụng. Các chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì nhắn đăng ký kênh nha, để có xe Huy chuyển lên kênh cho các bạn, để các bạn có thể thấy được những sản phẩm ở bên Huy mới về, để đến xem và sở hữu những sản phẩm đó. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.